Làm ăn liền đi cho chắc ăn. Hay à. Anh nhà ơi, tụi tay các nhà ơi. Chỗ này thấy im im không ha. Thì dòng đi ngược ra ha. Nói mà bước tới với ba gì bên đây có cái nào không, có lúc đầu trên mình đi ngược lại ra luôn, khó đi chứ vậy, hồi mình cũng phải đi ngược lại kia mình. Cái đèn này các bộ đó đừng có điểm đi đợi ơi đi rồi đó. Đó, ê cái gì cũng phải từ từ nha. Đâu à, còn không, nó còn không, kéo ra biết đèn á. Bự nhất nãy giờ. Làm ăn liền đi cho chắc ăn. Thank you.
Vô không? Mấy cái lồng nó chịu nhạo nhà vòng ha. Hay à. Anh ơi, tụi tay các nhà ơi. Không còn ngốc ngốc. Thì đó thôi vậy, thấy mình đi đặt mình mới biết chứ nhiều khi mà không tin thiệt không á. Bự ghê. Rồi, thấy nhán ra bài thì. Bằng con vịt vịt trời á. Nó khôn á, nó thấy ánh sáng à. Chạy đi dưới nó bay đi nữa à, không có nhấp nhấp thôi à. Ngay trên cái đầu hay gì mới nằm liền không biết. À đâm trúng cái giò hả, nói cái giò không hiểu. Đi ruộng là phải chịu thôi chứ. Dân nói ruộng phải chịu thôi chứ sao. Đi tới đầu gối phải kéo quần lên thôi, nó ướt cái quần. Thì cả lại á. Nóng bỏng ra nghe đây. Không, cảnh nó vậy chứ thấy cũng có lý cái cảnh. Thấy cũng có rồi. Đây là kêu 12 cái ngục á hả? Đúng rồi. Thấy nó cũng đóng cái ngục của chứ 12 gì. Nó vô hai con luôn nè. Con à? Hai con à? Ừ, hai con. Đút cái mỏ vô trước không ơi. Chưa có chuyên nghiệp. Đổ sao rồi cái lọng không vô chứ. Nên ta kêu gì thả chuột về ruộng hả. Tiếp thôi cho nó. Rồi lại quấn nha. Còn con đây nè. À vô đây cái gì nó mới vô hả. Chán rồi để thôi nó chạy cho lên. Là thế lại với nó chứ. Ủa dạ, anh đi đổ này à? Cái gì kia? Có không? Đi đổ luôn mà. Thấy là đổ á, rồi tôi đi. Rồi.
Ừ, nó thấy hai ba cái dính á. Ủa, cỏ này đi trúng rồi. Còn lúa cái này. Mấy chỗ này thấy im im quá, cảnh người thấy im im quá. Chiều mình đi mình thấy đường mòn quá. Ừ. Sớm đó mình thấy. Ừ. Con này cũng có lý nè. Cỏ này là ngon. Ăn khỏi nhả xương ha. Cỏ này là mình rủi ngon lắm. Nói chảy nước miếng đi. Chảy nước miếng. Nói chứ giờ tôi cũng mất ăn nữa. Con nào chết nữa nha. Vậy rồi, nó đủ sống. Sống cho mình ăn được. Hôm bữa cha ông mua mới nhập đập về ông đặt á. Mà sao tôi nhát ăn quá. Đập này nó dạng nó cái bao tử nó còn gạo nó không. Ừ. Cỡ này thì quả mai á. Đập tới sáng không có dở quá. Ừ, thì ý là mình dạng như là bắt ăn được nhiêu ăn không ăn thì thôi, dạng như là mình xử nó đó. Ừ. Chứ cày ruộng mà chứ đâu phải đặt bợ gì đâu. Đừng có nó vô lúa á. Nói ra là hiểu liền nha. Dân ở đồng này. Ừ. Đâu sợ sợ ông thôi chứ tôi bình thường mà. Ừ. Là giờ mình đi sáng mình đi thăm đúng không? Đi sáng cuốn luôn á. Ừ. Thì vậy cũng được, mình về đó mình ngủ nghe thôi, có gì đâu khỏe. Lý lý. Giờ mặn cái này đó là ra 10 giờ rồi. Giờ cũng 8 giờ đó cái này. Đó thì nó giờ mặn này nó ra 10 giờ rồi. Ừ. Ok, mình vậy cũng được rồi, nó chứ mình làm mình kiệt sức nữa chứ là mới gì đâu phải thâu đi suốt sáng chi hả? Tao lâu có đi nữa. À, nữa hả? Hăng nữa hả? Tao lâu có qua chơi mà. Họ đi về ở đó một thời gian dài, bới về ở dưới. Tôi ở đằng kia. Ừ. Mấy chục năm mới mới được đi một lần mà. Hai con luôn hả? Hai con ní. Trời, thấy luôn. Thấy chứ xong hết rồi. Trời ơi, hai con. Con nhỏ nhỏ quá, nó chạy chiếc được. Bá. Chiếc không được bá. Ở cái này mình sáng sáng tí nữa mình dỡ được không ta? Sáng bẩn luôn á. Ừ. Được. Sáng bẩn mà mình về bánh trễ nha. Cái gì trễ? Ý là tính mình sáng bẩn mình quay mình thấy nó sáng quá nó đẹp hơn chứ tối không đẹp hả? Thì là ví dụ sáng mình đi thăm sớm hiểu không? Không có đèn cũng được, đi trễ chốt. Thôi đi trễ đi sớm về sớm không ngoài. Thôi đâu.